chi cảnh chi tay bốc lại. Tôi có đối tượng này ta chỉ đôi hai hoàng. Yeah.
Thank you.
lênh đênh một chiếc thuyền dòng ngày 12 tháng sau cô ba cô rước vua rước mẫu về để đổi tiếng ho chân cô bước xuống thuyền chân dần quay mũi chèo ra phan ni du hoan chèo ra ngoài Đông Hải phan ni du qua đến cơn phan hò du phố cát Đại Đồng phan phan du sông Cẩm sông Thao hò phan du qua bờ sông Đà phan phan du vào trong đêm cơn phan phan ni du tàu mẫu của tàu của bà phan hò du cắm sao đời nước hò phan du sướng ca phan phan du chèo về phủ dây phan hò du qua phủ bóng hò phan du tới chùa ngồi phan hò du về đền cây đá bóng phan ni du cô chèo cho trong phan hò du ngược lòng sông phan ni du về đền lạnh giá phan hò du bay hết con đê ta hò phan du chèo lên bên mấy cô phan hò du phan đôi cô hầu mắt phan hò du phan hầu nói lên để phan phan du xin cô gác mai chèo phan hò du Tuân vương ngủ chốn ngã
Tuần Vương ngự chốn ngãi ba thuyền bè xuôi ngược đục nhà kêu cô ra tay. Ra tay chỉ mình cô hành bệnh hành nghề phù tan nhang nước thải cô cho lại lạnh nghề lên tông xuống dòng nghề một mình cương lên tô xuống dòng một ni mình thông mây cưỡi gió tình tình nào dù mi chiếc thôi cô linh linh đi qua cửa thần mi phù hề linh linh qua cửa thân ni phù ai khéo tu thời nội ai vụng tu thời chìm xanh tiếng đồn cứ bưu thoại hạch ni danh tính đồn cứ mơ thoại hách nghi danh người hai cường bế quyên hành nhà trong tay đền thoại cung cứ mơ hồi yến suốt đêm ngày trang nghiêm thanh giá hồi cung đền thờ cô sáu khi mong xưa suy lưỡi miệng sông hoa lưỡi về xuôi
ngọc diệp khắc in xa trường, có phen biến hiện lên người tiếng mừng tiếng thổ nói cười. Thank you.
chiều leo núi non mịn mờ, suối dốc rách nước chảy về đâu, nước chảy về đâu ơi, nước trong lại lành, nước chảy về đâu, nước trong lại. Thank you.
cô kêu cho đệ tử gần nên xa an lành. Cô anh linh trên đời có một ai gian tà nhất mực không tha ý. Thank you.
bảo nhang nghi phước húc khởi tương yên thủy khí dung thần thú hữu tiên nhang giả kinh thành đăng bảo an nguyện ở thanh đông đi tỉ bắc bình khai quang dung nhan tận cờ diệu văn minh chiếu từ trung ngã tích tặng cung giả kim phục hoàng thượng cận thánh chúa tiên trung
có tiên rong ruổi răng mi ngàn hoa phu sắc tiên lục lan mi ra chơi lòng trần. Lòng trần còn đục nắm mi cô chảy đã mòn mỏ bay nước chảy đã mòn sang nghe tiếng vượt nó dù còn đi buồn giàu ra hồi cung dài ngắn đi vướng đồ vị đền đục cuồng thu khí trùng sống thao nghi thắt đồ trước cương cổ tích thiên đình sang tiên đi cô bé trên ngàn mì lưng lấy đất đông cũng đã dậy về thật oai chẳng nghìn nhi mắt nhi bước ngày
Sơn Lâm có ai đợi ai chờ, vì đường cô đi chấm lĩnh tình cờ gặp tiên.
chỗ cô Hải. Đi quanh con đỗ mấy thôi đường,
về đây sớm lắm người hồ về một cây đi nên rừng đường trái đầu đôi cũ đừng à. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
bê ba sực vàng đem cho trăm họ giàu sang đời đời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
lại rồi mi linh tiếc các mặt hàng chẳng nghe thứ thức lòng chi chiều chiều quỳ lạy xa
Thank you.
ngược xuôi tuần nẻo cam đường chờ xa hai đêm đấy luôn là như bài lụa bài sầu đúng
phụ rực mấy nơi đất Quỳnh Côi, phụ rực mấy nơi về đền Bắc Hải treo với thuyền rồng đi ra. Thầy bị đất bà ngừng chỉ sắc phong quyền đi chấm linh nhận đồng chín người phương đi ra. Đôi chữ quân quan cầu xem cho tường khi lên trên rời yên chén rượu thanh đức cộng đành vắng ở tiên đi đỗ trần ai hòa mi thời nên mi hiểm hùng đi ra. Đem tấu vào sòng bao việc quan, đem tấu vào sòng đến lúc hội đồng công mở sổ làm việc quan đi ra. Ngồi để dọc cầu chẳng chiếu ngang nghề ghê, cầu hoàng ngồi giữa nghề ghê có 40 cô nàng hầu cặp đôi bên ý nhau. Ấy lòng chuông lâu chuông gác trong đôi bên lì ghê đền thờ cộng hoàng quân ý ghê ghê bên trên mi triển là đồi ý nghĩa. Dục ra ba hồi chiêng vàng, dục ra ba hồi quân quyền thủy tộc muôn loài hiền ấy kìa. Ba quân nghe lệnh cầu truyền về, lòng xa ngư miết hoài tiên ra sắc ba hàng ý nghĩa. Ấy cầu đồi ngang nghỉ đời, anh hùng lừng lẫy nghỉ gã tiếng vang dập trời ý gã. Diện mạo sáng người cậu hoàng tôn, diện mạo sáng người tay dương pháp vũ núi đồi nở hoa ý nghĩa. Phủ mẫu đền cha vô hầu, phủ mẫu đền cha gia hầu tứ vị vua bà hùng nương ý gà.
vui phong cảnh mòn được chút niềm tây ý nhau. Để đi tiếp tháng ba cậu về tới phủ dày mọi đường cậu hoàng độ cho tín hiệu.